Ngày 7 tháng 3, Cục Hàng hải Việt Nam nhận được công văn của Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Hàng hải Hải Phòng về việc thuyền viên Việt Nam trên tàu True Confidence bị nạn. Cụ thể, tàu True Confidence treo cờ Barbados đang trên đường hành trình từ Singapore đến Jeddah, Ả Rập Xê Út thì bị trúng tên lửa. Trên tàu gồm 20 thuyền viên và 3 cảnh vệ hộ tống tàu, trong đó 4 thuyền viên Việt Nam. Hiện một thuyền viên Việt Nam bị thiệt mạng, 3 người còn lại trong trạng thái bình thường. Do tình huống bất ngờ và nguy hiểm, các thuyền viên thoát nạn khỏi tàu hầu hết không mang theo bất kỳ giấy tờ tùy thân nào, chỉ một người có thể liên lạc được theo số điện thoại. Cục Hàng hải Việt Nam đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập hỗ trợ trong việc bảo vệ quyền lợi cho các thuyền viên Việt Nam và đưa các thuyền viên trở về nước. Cuộc tấn công bằng tên lửa của phiến quân Houthi nhằm vào tàu thương mại ở Vịnh Aden, Biển Đỏ. Đây là cuộc tấn công gây chết người đầu tiên trong chiến dịch tấn công của nhóm Houthi nhằm phản đối cuộc chiến của Israel với Hamas ở dải Gaza. Tàu chở hàng tên True Confidence mang cờ Barbados thuộc sở hữu của Liberia. Cuộc tấn công có thể làm leo thang xung đột trên tuyến đường hàng hải quan trọng nối châu Á và Trung Đông với châu Âu, làm gián đoạn hoạt động vận tải toàn cầu. Lực lượng Houthi đã phát động các cuộc tấn công kể từ tháng 11 năm 2023 và Mỹ bắt đầu chiến dịch không kích đáp trả vào tháng 1, nhưng cho đến nay các cuộc tấn công vẫn chưa dừng lại. Tướng Yahya Sari, phát ngôn viên của quân Houthi, cho biết các cuộc tấn công sẽ chỉ dừng lại khi cuộc bao vây người Palestine ở Gaza bị hủy bỏ. Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stephen Dujarric cho biết, Liên Hợp Quốc kêu gọi người Houthi chấm dứt mọi cuộc tấn công nhằm vào tàu bè quốc tế ở Biển Đỏ, đồng thời bày tỏ quan ngại sâu sắc về các cuộc tấn công đang tiếp diễn, bao gồm cả vụ việc mới nhất. Người phát ngôn bình luận các cuộc tấn công đang gây ra rủi ro đối với tài sản, tính mạng và hệ sinh thái trong khu vực. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller lên án vụ tấn công. Chúng tôi vẫn tiếp tục theo dõi những cuộc tấn công liều lĩnh không quan tâm đến sự an toàn của thường dân vô tội trên Biển Đỏ. Thật không may khi dân thường đã thiệt mạng. Công ty sở hữu tàu hàng True Confidence xác nhận thủy thủ người Việt là một trong 3 nạn nhân thiệt mạng trong vụ tập kích của Houthi trên vịnh Aden. AP dẫn thông báo hôm nay của đơn vị sở hữu và quản lý tàu hàng True Confidence, một thủy thủ Việt Nam và 2 thủy thủ Philippines đã thiệt mạng. 2 thủy thủ Philippines bị thương nặng, toàn bộ người trên tàu đã được đưa đến Djibouti. Thông báo được đưa ra sau khi tàu hàng True Confidence treo cờ Barbados bị Houthi tập kích tên lửa vào ngày 6 tháng 3 ở khu vực Biển Đỏ, ngoài khơi cảng Aden, Yemen. Tàu thuộc sở hữu của công ty hàng hải Liberia True Confidence Shipping và đang do công ty Hy Lạp Third Journey Maritime vận hành. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ gọi tắt là CENTCOM trước đó cho biết vụ tập kích khiến 3 người thiệt mạng, ít nhất 4 người bị thương và làm cháy tàu True Confidence. Các thủy thủ đã bỏ tàu và được tàu chiến do Liên minh quân sự Mỹ dẫn đầu tại khu vực hỗ trợ. Cục Lao động Nhập cư Philippines xác nhận số thương vong cho đơn vị sở hữu tàu True Confidence công bố. Philippines kêu gọi các bên tiếp tục nỗ lực ngoại giao để hạ nhiệt căng thẳng và giải quyết căn nguyên của cuộc xung đột hiện tại ở Trung Đông. Theo thông báo từ 2 đơn vị, True Confidence có thủy thủ đoàn 20 người, gồm 15 người Philippines, 4 người Việt Nam và 1 người Ấn Độ. 3 bảo vệ có vũ trang trên tàu gồm 2 người Sri Lanka và 1 người Nepal. Tàu bị tập kích khi đang chở thép từ Trung Quốc đến Jeddah, Ả Rập Saudi. True Confidence Shipping và Third General Maritime khẳng định tàu True Confidence không có liên hệ với Mỹ. Trong khi đó, Hải quân Ấn Độ thông báo tàu chiến INS Kolkata của lực lượng này đã giải cứu 21 người từ tàu True Confidence. Đội ngũ y tế trên tàu đã sơ cứu và đưa các nạn nhân đến bệnh viện. Hiện chưa rõ lý do về sự khác biệt trong số người trên tàu do Ấn Độ và Mỹ đưa ra. Đây là lần đầu tiên ghi nhận thương vong kể từ khi Houthi gia tăng tập kích tàu hàng đi qua Biển Đỏ để gây sức ép buộc Israel phải ngừng chiến dịch nhằm vào Hamas, đồng minh của Houthi trong trục kháng chiến chống Tel Aviv ở Trung Đông. Houthi tuyên bố đã tập kích chính xác True Confidence và lửa bùng lên trên tàu. Tàu bị nhắm mục tiêu sau khi các thủy thủ phớt lờ cảnh báo. Houthi cho biết thêm rằng nhóm sẽ không ngừng các vụ tập kích ở Biển Đỏ cho đến khi Israel dừng chiến dịch và dỡ phong tỏa với người Palestine ở Gaza. Mỹ và Anh nhiều lần mở các chiến dịch tấn công vị trí Houthi đặt radar, tên lửa chống hạm, xuồng tự sát và UAV, song chưa thể ngăn lực lượng này tiếp tục tập kích tàu hàng. Mỹ tuyên bố sẽ buộc Houthi phải chịu trách nhiệm, kêu gọi chính phủ các quốc gia trên thế giới cùng hành động. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cảnh báo Mỹ chắc chắn sẽ tiếp tục có hành động. Hãng AFP vào ngày 6 tháng 3 đưa tin lực lượng Mỹ đã bắn hạ một tên lửa và 3 máy bay không người lái UAV của lực lượng Houthi ở Yemen lao về phía một tàu khu trục của Mỹ ở Biển Đỏ.
Centcom cho hay trong một thông cáo, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ gọi tắt là Centcom đã bắn hạ một tên lửa đạn đạo chống hạm và ba UAV tấn công một chiều được phóng từ các khu vực của lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen hướng tới tàu USS Carney ở Biển Đỏ. Hành động trên xảy ra trong khoảng thời gian từ 15 tới 17 giờ ngày 5 tháng 3 theo giờ Yemen. Theo thông cáo, không có người bị thương hay thiệt hại cho con tàu. Sau đó, phía Mỹ còn phá hủy 3 tên lửa chống hạm và 3 xuồng không người lái tại các khu vực của Houthi ở Yemen. Trước đó, vào cùng ngày, phát ngôn viên Yahya Sari của Houthi cho biết lực lượng này đã nhằm vào 2 tàu khu trục Mỹ ở Biển Đỏ với nhiều tên lửa và xuồng không người lái. Houthi tuyên bố sẽ không dừng việc tấn công cho đến khi người Palestine tại dải Gaza không còn bị bao vây. Lực lượng Houthi ở Yemen bắt đầu tấn công tàu thuyền ở Biển Đỏ vào tháng 11 năm 2023 khi nói rằng họ nhằm vào các tàu có liên hệ với Israel trong động thái ủng hộ Gaza. Mỹ và Anh đáp trả với các cuộc tập kích nhằm vào những khu vực của Houthi. Sau đó Houthi tuyên bố rằng lợi ích của Mỹ, Anh cũng là những mục tiêu hợp pháp. Việc Houthi tấn công tàu thuyền ở Biển Đỏ và Vịnh Aden suốt nhiều tháng đe dọa tuyến thương mại hàng hải quan trọng, trong khi các cuộc tập kích của Mỹ và Anh đến nay vẫn chưa thể ngăn chặn triệt để. Theo Reuters, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ Centcom sáng ngày 26 tháng 2 thông báo lực lượng phiến quân Houthi của Yemen đã phóng một tên lửa chống hạm dường như nhắm vào tàu chở dầu MV Thumter của Mỹ khi con tàu di chuyển trên Vịnh Aden vào ngày 24 tháng 2. Tuy nhiên, quả tên lửa đã trượt mục tiêu. Centcom cho biết tên lửa không gây thương vong hay thiệt hại. Hôm 25 tháng 2, Houthi tuyên bố đã tấn công con tàu. Trong diễn biến liên quan, quân đội Mỹ thông báo bắn hạ 2 phương tiện tấn công không người lái ở phía nam Biển Đỏ vào ngày 25 tháng 2 để tự vệ. Trong thông báo phát đi trên tài khoản mạng xã hội X sáng ngày 25 tháng 2, Centcom cho biết thêm mục tiêu của nỗ lực đa quốc gia này gồm các cơ sở cất trữ vũ khí dưới lòng đất, cơ sở cất trữ tên lửa, hệ thống máy bay không người lái tấn công một chiều, hệ thống phòng không, radar và trực thăng của Houthi. Centcom nhấn mạnh việc loại bỏ các khả năng của Houthi được sử dụng để đe dọa các lực lượng của Mỹ và đối tác ở Biển Đỏ, cũng như các tuyến đường thủy xung quanh là nhằm bảo vệ Mỹ, cũng như các đối tác và đồng minh của Mỹ trong khu vực và khôi phục tự do hàng hải. Theo Centcom, các cuộc tấn công bất hợp pháp của Houthi đã làm gián đoạn viện trợ nhân đạo cho Yemen, gây tổn hại cho Trung Đông và gây ra thiệt hại về môi trường. Những cuộc tấn công nêu trên tách biệt và khác biệt với các hoạt động tự do hàng hải đa quốc gia được thực hiện trong chiến dịch Người bảo vệ thịnh vượng. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Anh ra thông báo cho biết 4 máy bay chiến đấu Typhoon thuộc Không quân Hoàng gia Anh được hỗ trợ bởi 2 máy bay tiếp dầu trên không Voyager đã tham gia cuộc tấn công của Liên quân. Sau khi xung đột Israel-Hamas bùng nổ từ ngày 19 tháng 11 năm 2023, Houthi bắt đầu tấn công các tàu thương mại và cả tàu quân sự trong khu vực mà họ cho rằng có liên quan đến Israel nhằm thể hiện tình đoàn kết với người Palestine. Sau đó, vào ngày 15 tháng 1 năm 2024, người phát ngôn Houthi, ông Yahya Sadia tuyên bố coi tất cả các tàu chiến và tàu chiến của Mỹ và Anh tham gia vào hành vi gây hấn với Yemen là những mục tiêu thù địch. Tuyên bố của ông Sadia được đưa ra sau khi quân đội hai nước Mỹ và Anh với sự hỗ trợ của nhiều đồng minh, đối tác đã dồn dập tấn công các mục tiêu của Houthi ở Yemen vào tối ngày 11 rạng sáng ngày 12 tháng 1. Trong cuộc tấn công này, 150 tên lửa và bom dẫn đường các loại đã được sử dụng để nhằm vào gần 30 địa điểm của Houthi tại Yemen, bao gồm trung tâm chỉ huy, kho đạn dược, cơ sở sản xuất vũ khí. Tiếp đó, vào sáng ngày 13 tháng 1, quân đội Mỹ đã thực hiện thêm một trong những cuộc không kích quy mô nhỏ hơn nhằm vào một trạm radar và căn cứ không quân Al-Dailami ở thủ đô Sana'a của Yemen, nơi nằm dưới sự kiểm soát của Houthi kể từ năm 2014. Gần đây nhất là vào hôm 22 tháng 2, Houthi tuyên bố cấm tàu của Anh, Mỹ và Israel đi qua Biển Đỏ, Vịnh Aden và Biển Ả Rập. Cùng ngày 22 tháng 2, lãnh đạo lực lượng này, ông Abdul Malik al-Houthi tuyên bố họ sẽ tiếp tục leo thang hoạt động để ủng hộ người Palestine trong xung đột với Israel tại dải Gaza. Trên thực tế, Houthi gần đây liên tục sử dụng tên lửa và máy bay không người lái, tấn công tàu hàng cũng như là tàu quân sự đi qua Biển Đỏ. Ngày 19 tháng 2, Houthi đã bắn trúng tàu MV Dubima treo cờ Belize đăng ký hoạt động ở Anh, buộc thủy thủ đoàn phải sơ tán do con tàu có nguy cơ bị chìm. Đây là trường hợp tàu hàng đầu tiên bị Houthi tấn công khiến thủy thủ đoàn phải bỏ tàu. Tiếp đó, vào ngày 24 tháng 2, Houthi đã sử dụng tên lửa đạn đạo chống hạm để nhắm vào các tàu chở dầu MV Thumter của Mỹ ở Vịnh Aden. Đáng lưu ý là Lầu Năm Góc đã phát hiện Houthi lần đầu tiên sử dụng tàu ngầm không người lái để thực hiện các cuộc tấn công ở Biển Đỏ.
cho thấy là Houthi bắt đầu chuyển hướng sang sử dụng chiến thuật tấn công bầy đàn, nhiều hướng, khiến cho việc phòng thủ và bảo vệ tàu trở nên khó khăn hơn. Điều này có nghĩa là việc đi lại qua Biển Đỏ, nơi chiếm khoảng 12% lưu lượng hàng hải toàn cầu, sẽ rủi ro hơn, càng thúc đẩy thêm nhiều công ty phải cho tàu đi vòng qua châu Phi, khiến giá hàng hóa tiếp tục bị đội lên.